rôle. Il a appelé les camarades pour faire des grèves, pour demander les commandants, on ne peut plus le manger. Et le commandant, il va le muter en prison. Thì cái chế độ đó nó là ở sọc cho con binh. Thì nó là có cái tù trưởng tù nó đủ thử. Rồi khi đó lại có cái ông tái trưởng tù đấy, Cao Văn Sen. Cao Văn Sen, Cao Văn Sen. Không phải chiến binh. Không phải chiến binh. Không phải chiến binh. Nó là một thằng fonctionnaire. Chắc là nó có học của École d'Administration gì. Họ nắm quyền sinh sát của mấy người đó. Je suis arrivé, le commandant nous attendait. Quand il ouvrait la grande porte pour nous pousser là-dedans, maintenant démerdez-vous. Et là, quand je l'avais fermé, j'ai vu dans le pénombre des formes humaines à ce moment-là qui s'allongeaient comme ça les uns après les autres. Ils nous donnent le matin au sac pour ramasser les cailloux, tout ça, puis après faire un tour pour ne pas cadencer avec le chef. Et puis après, à la fin, on vidait le sac. Un gros sac comme ça, puis ramasser tous les cailloux qu'on trouvait, tout ça, remplir, puis après, vider et rentrer. Pour rien, pour des mesures comme ça, pour brimer, briser, puis on avait en douche. Des habits, on était contents de se laver, mais l'eau chaude, pour se savonner bien, comme il faut, couper l'eau. Il n'y a que l'eau froide. Alors, ou bien... L'alternative, c'est de rentrer avec le savon sur le corps, ou bien risquer le coup de te couper, de se rincer avec l'eau froide. Et en ce moment-là, tous les Vietnamiens avaient peur de tomber malade. Ủa mà đưa về nằm ở nhà thương Olympic, cái bệnh viện đó là cho người Việt Nam đấy. Bác sĩ đâu kể, đồ ăn đồ uống nó lấy hết rồi, nó tham lam rồi, từ thuốc thang gì nó bán ra ngoài. Anh em đói đêm này đi lần này các thùng rác đập những ống xương bò để mà mút lấy cái tỉ về ốm rồi mà cũng chết nhiều anh chết vì bệnh ấy. Ai mà đi xuống đó thì nghĩa là vào mà không có ra, nó không cho thuốc mà nó cho nước, nó tiêm bằng nước lã. Sĩ đã nói là nhân dân Pháp đã khổ, ở bệnh viện Pháp đã khổ, còn nhân dân Việt Nam thì khổ hơn nữa. Đó là một cái bài tham á. Riêng tôi là bài tham á, tôi có làm được.